Chiều nay 11 tháng 8, chuyến bay thứ hai VN9052 của hãng không quốc gia Vietnam Airlines đã đưa thêm lao động từ Libya qua Cairo, Ai Cập về nước an toàn. Tuy nhiên, số lượng lao động trở về từ chuyến bay này ít hơn so với dự kiến. Chuyến bay thứ hai này đã xuất phát từ Cairo, Ai Cập vào lúc 3 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam và hạ cánh chiều nay tại sân bay Nội Bài. Tổng số lao động đi trên chuyến bay này gồm 94 người Việt Nam và 1 người Hàn Quốc. Những hành khách này là công nhân làm việc tại các công trình xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering ở thành phố Albeda, Libya, được tập hợp và đưa đến Cairo để về Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng 94 lao động này ít hơn nhiều so với dự kiến 254 lao động của công ty Hyundai. Trước đó, vào ngày hôm qua, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines đã đưa 184 lao động Việt Nam và 2 lao động Hàn Quốc về đến sân bay Nội Bài an toàn.